Xin chào tất cả các bạn. Như ở video trước, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn các cái cách mà mình tiếp cận với phần mềm NX cũng như các cái giao diện phần mềm, các thiết đặt, các cái thiết lập với tùy chọn của mỗi chúng ta để cá nhân hóa với mỗi công ty. Ở video thứ hai ngày hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để có thể tạo ra được một chi tiết đơn giản. Đó chính là mình sẽ đi qua từ việc tạo ra những cái sketch cũng như là tạo từ sketch mình có thể thiết lập tạo ra những cái khối. Như các bạn đã biết, có rất nhiều cách để tạo ra một cái khối, nhưng với hệ thống phần mềm 3D thì có 3 cái cách chủ yếu nhất, đó là một phác thảo có thể được xoay, và thứ hai nữa là đùn từ một profile, và thứ ba là từ một profile và được dẫn theo một đường nhất định. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều cách để chúng ta có thể tạo được mô hình 3D. Nhưng với 3 phương pháp trên thì chúng ta sẽ có thể tạo được các cái mô hình 3D tối ưu hơn. Bởi vì khi chúng ta sử dụng các cái đường cong, đường phác thảo, thì chúng ta có thể rất dễ dàng linh hoạt cho cái việc là mô hình hóa cái dạng không gian của vật thể. Và thứ hai là các cái mà đường cong chúng ta có thể tham số hóa nó, có thể áp dụng trong trường hợp vẽ theo những profile, theo những cái cung, những cái hàm nhất định. Và chúng ta có thể thay đổi dễ dàng ở cái profile ban đầu, tránh trường hợp các bạn có thể tạo bằng việc cắt gọt cái khối. Như vậy thì sau các bạn muốn chỉnh sửa rất là phức tạp và mất rất tốn nhiều công lệnh và nặng trong cái việc bộ nhớ của phần mềm. Như vậy với các cái 3 cái phương pháp tạo cái khối này thì chúng ta có thể dễ dàng chỉnh sửa rất là nhanh chóng và linh hoạt. Vì vậy tôi khuyến khích các bạn, khi các bạn tạo với cái chi tiết 3D thì các bạn nên tạo từ những cái khối, những cái đường phác thảo trước đã. Đầu tiên, để tạo một bản phác thảo, các bạn sẽ vào phần sketch để tạo. Trước khi đi vào phần sketch, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cái trục tọa độ. Với NX sẽ có 2 hệ trục tọa độ chính, đó là hệ trục tọa độ tuyệt đối, đó là các cái trục X, Y, Z màu đỏ các bạn có thể nhìn thấy ở góc dưới bên trái màn hình. Và thứ hai đó là cái hệ trục tọa độ của chi tiết. Hệ trục tọa độ tuyệt đối thì hiện là hệ trục tọa độ không thể thay đổi, nó đi liền với các cái máy và nó quy định ra là góc X, Y, Z là 0, 0, 0. Còn hệ tọa độ làm việc của chi tiết là hệ tọa độ mà xác định cho mỗi chi tiết. Nó sẽ đóng vai trò trong cái việc mình vẽ hoặc những cái lắp ghép của nhiều chi tiết sau này. Đi vào phần sketch, ta sẽ tích vào phần sketch. Với phiên bản NX mới sẽ rất là linh hoạt và chủ động trong cái việc mình tạo ra, chọn cái mặt mặt phẳng. Các bạn có thể chọn mặt dry, mặt fun hay mặt top, bất kỳ mặt nào mà các bạn muốn. Các bạn chỉ cần click vào nó. Ví dụ tôi click vào mặt top, bấm OK. Một mặt phẳng sẽ hiện ra và chúng ta sẽ thao tác. Chúng ta có thể vẽ các cái đường thẳng, điểm, đường cong trên cái mô hình phác thảo này. Khi các bạn click vào phần sketch, trên bề mặt tab nó sẽ hiện ra các cái câu lệnh, các cái nút chức năng để chúng ta có thể tạo cái mô hình phác thảo. Có thể tạo đường thẳng, hình chữ nhật, đường tròn, đường cong, vân vân. Và các cái thao tác chỉnh sửa các cái đường phác thảo đó. Chúng tôi sẽ đi chi tiết từ trái qua phải để giới thiệu cho các bạn tất cả các cái nút chức năng trong cái phần sketch. Đầu tiên đó là profile. Khi bạn tích vào profile, các bạn nhìn thấy cái cửa sổ profile xuất hiện. Nó sẽ có 2 dạng vẽ. Thứ nhất là vẽ đường line, thứ hai là vẽ hình dạng hình tròn, nó cung tròn đấy. Tiếp theo ở phần bên phải, nó là có input method cho phép chúng ta vẽ với 2 dạng. Thứ nhất là dạng nhập tọa độ XY, tức là xác định điểm tọa độ điểm đầu, điểm cuối. Và thứ hai là xác định chiều dài. Với về line, chúng ta sẽ click vào điểm đầu tiên này. Đó, các bạn kéo đến vị trí bất kỳ bạn muốn, có thể bắt điểm. Còn khi các bạn muốn vẽ đường cong, các bạn tích trong phần đường cong, nó sẽ cho phép các bạn nhập bán kính cũng như là cái góc quét. Đó.
Đó, tùy. Bạn nào muốn xác định bằng tốc độ điểm đầu điểm cuối thì các bạn có tích sang biểu xy này. Đó, nó sẽ cho bạn nhập tốc độ điểm đầu và tốc độ điểm cuối của nó. Các bạn nhìn thấy phần tốc độ x, tốc độ y của nó sẽ chạy ở thanh Q này ở dưới này khi chúng tôi di chuyển. Khi các bạn vẽ, các bạn muốn từ đường thẳng sang đường cong, các bạn có thể giữ và kéo cái chuột phải. Đó. Bạn nếu bạn vẽ đường thẳng, các bạn bỏ tay ra. Tiếp theo là lệnh line. Line là để chúng ta vẽ đường thẳng. Có hai phương pháp vẽ. Thứ nhất là vẽ theo tọa độ. Chúng ta sẽ nhập tọa độ điểm đầu, tọa độ điểm cuối. Và thứ hai là vẽ theo kích thước chiều dài. Ví dụ với trường hợp vẽ theo kích tọa độ, chúng ta nhập đoạn đầu tiên, chúng ta tích vào phần xy này. Các bạn có nhìn thấy, bạn nhập 0,0 chẳng hạn này. Đó, nó sẽ tự đi về cái góc 0,0. Tương tự điểm cuối của đoạn thẳng là tôi cho nó 30, 20 chẳng hạn. Đấy, nó sẽ cho các bạn cái đường thẳng với điểm này là tọa độ x bằng 20, y bằng 30. Tọa độ điểm này là 0,0 như chúng ta vừa nhập. Lệnh tiếp theo là lệnh rectangle, lệnh vẽ hình chữ nhật. Với lệnh vẽ hình chữ nhật sẽ có 3 tùy chọn. Thứ nhất là điểm đầu và điểm cuối của hình chữ nhật. Đó, các bạn thì chọn điểm đầu và chọn điểm cuối, nó sẽ tạo ra một hình chữ nhật. Và cái thứ hai là đi qua 3 điểm. Cái này dùng cho trường hợp chúng ta muốn vẽ các hình chữ nhật mà không theo phương thẳng, hoặc là nó phải nhật theo đường đường chéo chẳng hạn. Đó, chúng ta xác định phương của hình chữ nhật. Đó, nó xác định các cái chiều và kích thước của hình chữ nhật. Và phương pháp thứ ba là vẽ từ tâm. Xác định phương này, xác định kích thước này. Đó. Ở các mỗi gần phần cửa sổ, tôi sẽ lưu ý cho các bạn là các bạn nhìn thấy biểu tượng bánh răng ở bên góc trái bên trên. Các bạn sổ xuống, nó sẽ có hai tùy chọn, đó là tùy chọn offset cover, nó sẽ có biểu tượng là less and more. Khi các bạn tích vào nét, nó sẽ che đi, nó sẽ ẩn đi các cái tùy chọn mà không cần thiết. Còn nếu các bạn để vào tích vào phần more, nó sẽ hiện ra những cái tùy chọn mà nâng cao nữa để chúng ta có thể chỉnh sửa đi sâu và chi tiết hơn vào cái đối tượng mà chúng ta cần thực hiện. Đó, khi tôi tắt bỏ chế độ đó, thông thường tôi khuyến khích các bạn nên tắt bỏ chế độ more đi, bởi vì để tránh trường hợp là mình nhìn nó rối mắt. Tiếp theo của lệnh chữ nhật, nó sẽ làm vẽ đường tròn. Với đường tròn sẽ có hai cách vẽ. Thứ nhất là xác định tâm và bán kính. Đó, các bạn nhập bán kính vào 30 chẳng hạn. Và cách thứ hai là xác định đường tròn đi qua 3 điểm. Như chúng ta đã biết trong toán học, sẽ xác định được một và duy nhất một đường tròn đi qua 3 điểm. Tương tự với cung tròn, chúng ta sẽ xác định điểm đầu, điểm cuối và bán kính của cung tròn chúng ta cần vẽ. Có hai phương pháp là đi qua 3 điểm và biết điểm đầu, điểm cuối và bán kính của cung tròn. Cái phần vẽ này thì tôi nghĩ các bạn đã từng sử dụng qua các phần mềm CAD cũng như các cái phần mềm mà kỹ thuật, thế nên tôi sẽ giới thiệu rất là nhanh.
để đi để có thời gian đi sâu vào những cái chi tiết hơn. Với đường spline sẽ có hai tùy chọn vẽ. Thứ nhất là true point, tức là đường sẽ đi qua những cái điểm mà chúng ta gán, chúng ta quy định. Hoặc thứ hai là bipole. Bipole là những cái điểm là chúng ta sẽ tạo với nó những cái tiếp tuyến với các cái đường, các cái cạnh tạo ra bởi các điểm. Chúng ta sẽ chọn điểm thứ nhất, chọn điểm thứ hai, chọn điểm thứ ba, nó sẽ có những đường cong đi qua đó. Ở cái phần degree này, nó sẽ xác định được cái gọi là cái bậc của đường cong. Như các bạn biết, ví dụ như là với đường cong bậc 1 thì nó chính là đường thẳng. Đường cong bậc 2 là đường parabol. Tương tự đường hyperbol vân vân. Thì các bạn có thể chỉnh sửa, có thể chỉnh các cái việc tọa cái bậc của đường cong ở đây. 3 4 1 2 3 chẳng hạn. Đó, vị 2 nó sẽ thành những cái đường thẳng. Cái phần cloud này nếu chúng ta tích vào phần cloud nó sẽ đóng thành đường cong khép kín, nó sẽ nối điểm đầu và điểm cuối của cái đường spline này vào. Đấy, như bạn nhìn thấy. Đó là về phần tạo các cái đường đường thẳng, đường cong. Tiếp theo là chúng ta sẽ phải tạo các cái điểm, các cái point. Các bạn tích vào point này, các bạn sẽ sổ hình tam giác xuống. Nó sẽ có rất nhiều các cái tùy chọn để vẽ các cái điểm. Cái điều thứ nhất đó là chúng ta có thể tích theo vị trí của con trỏ này. Điểm thứ cái tùy chọn thứ hai này chúng ta sẽ vẽ theo các cái điểm có trước existing point đấy, là các điểm đã có rồi. Ví dụ với trường hợp cursor local này, chúng ta kích vào đầu sẽ tạo ra void ở điểm đó này, là tích tùy chọn bất kỳ chỗ nào. Tùy chọn thứ hai nữa là existing point này sẽ có những cái điểm từ trước đã có rồi, là bắt điểm đấy. Đó, tương tự là cái phần end point này, control point này, insertion point này, tâm đường tròn này, 1/4 đường tròn này, một điểm bất kỳ trên đường cong này, các cái điểm điều khiển của đường spline này. Đó, các bạn có thể tùy chọn các cái thuộc tính bắt điểm mà mình có thể xác định được các cái điểm point của mình. Sau khi có các cái đường point, có các cái cover có point rồi, chúng ta sẽ đi vào cái phần làm sao để chỉnh sửa các cái đường mà chúng ta đã vừa tạo ra để tạo ra chi tiết hoàn chỉnh nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ giới thiệu cái lệnh đó là lệnh finesse và chamfer. Đây là hai lệnh rất là quen thuộc với các bạn kỹ thuật dùng trong các phần mềm CAD rồi. Tôi sẽ giới thiệu từng lệnh. Với finesse chúng ta sẽ chọn hai cạnh và chọn nhập cái đường kính của góc bo này, chọn 20 chẳng hạn. Đấy, sẽ 20. Xin lỗi các bạn, đây là nhập bán kính. Có hai tùy chọn là trim, tức là xóa bỏ hai cái góc đi, thứ hai là untrim là giữ nguyên. Tương tự với chamfer, nó sẽ chọn cạnh thứ nhất này, chọn cạnh thứ hai này. Đó, chọn cái khoảng cách. Ví dụ tôi chọn là 30 chẳng hạn, bấm 30 vào, nó sẽ cho phép các bạn chamfer với một C bằng 330. Các bạn có thể tích tùy chọn trim input hoặc là không trim, tương tự như với việc là giữ đường hay không giữ đường. Với việc chamfer sẽ có ba cái tùy chọn chính, đó là chamfer đối xứng, như thế này gọi là đối xứng. Thứ hai là chamfer không đối xứng, thì nó sẽ quy định là với cạnh đầu tiên các bạn muốn chamfer là bao nhiêu, khoảng cách là bao nhiêu. Với cạnh thứ hai khoảng cách là bao nhiêu, chúng ta phải nhập trực tiếp số vào đây. Đó, ví dụ trong trường hợp này là 30 và 45 này. 30, 45. Nhập asymmetric đúng không ạ? 30, 45. Đó. Một trường hợp nữa là trường hợp offset và angle. Tức là chúng ta sẽ cho biết cái việc offset bao nhiêu và với góc nó bao nhiêu. Một lệnh để hiệu chỉnh các cái phác thảo đó là lệnh offset. Tương tự trong AutoCAD,
Vấn đề offset chúng ta sẽ chọn, có thể là chọn hình chữ nhật, đường thẳng hoặc là đường tròn. Đó, nó chọn. Các bạn để ý đây là cái biểu tượng mũi tên chỉ hướng của nó. Các bạn có thể phần vào đảo hướng này, reverse direction này. Đó, các bạn nhìn thấy mình mũi tên. Và các bạn nhập khoảng cách offset vào đây 20 chẳng hạn. Các bạn muốn đảo, bạn tích vào đảo. Symmetric tức là offset về hai phía đối xứng nhau. Các bạn có thể bật hoặc tắt tùy chọn này. Number of copy là số lượng offset mà chúng ta muốn tạo ra. Trong trường này tôi để là 1, các bạn có thể tăng là 2, 3, 4. Đó, tương tự. Tùy ý các bạn. Tôi xin lưu ý với các bạn là nếu trong quá trình mình chọn, đôi khi mình sẽ bị chọn sai chẳng hạn, chúng ta sẽ chọn lại bằng việc reset. Các bạn click vào biểu tượng reset như trên màn hình. Đó, nó sẽ select cover, nó sẽ không có giá trị chọn, và chọn điều này chẳng hạn. Đấy. Đó. Không đúng chẳng hạn, chúng ta lại reset để chọn lại. Chúng ta sẽ không phải tắt lệnh đi, rất là phiền. Đúng không ạ? Chọn, nhập, bấm OK hoặc Apply để xác nhận. Một lưu ý nữa các bạn là khi chúng ta xác nhận lệnh OK hoặc Apply thì chúng ta có thể thay vì click vào lệnh OK, chúng ta có thể để con chuột bất kỳ vào, chúng ta bấm vào lệnh, bấm vào chuột giữa, nó sẽ tự xác nhận cho chúng ta là OK hoặc Apply. Đó, tôi bấm vào chuột giữa đó. Tiếp theo là lệnh mirror. Lệnh mirror là lệnh đối xứng. Đầu tiên chúng ta chọn đối tượng. Tiếp theo phần center line là chúng ta sẽ chọn trục đối xứng này. Các bạn bấm OK. Đó. Một lưu ý là khi các bạn chọn cái trục đối xứng thì cái trục đó sẽ tự biến thành cái đường reference để đổi lại thành đường thẳng, thì chúng ta phải tích vào phần convert. Đó. Chúng ta phải tích vào phần convert from the reference. Đó, nó sẽ tự động thành cái đường như ban đầu chúng ta đã chọn. Tôi muốn giới thiệu cho các bạn thêm một lệnh nữa, đó là lệnh về lệnh nhân. Như các bạn đã biết, với offset và mirror chúng ta thường thì thao tác được với 2 hoặc là thậm chí 3 chi tiết thôi. Khi chúng ta muốn làm với số lượng lớn, làm chúng ta phải nhân ra một loạt các cái đối tượng có đặc tính giống nhau, thì chúng ta sẽ nghĩ đến công cụ là button. Các bạn click vào button. Với button thì có hai lựa chọn. Đầu tiên là lựa chọn đường, lựa chọn đối tượng mà chúng ta cần nhân. Ví dụ trong trường này chúng ta muốn nhân cái hình tròn này. Đó. Chúng ta sẽ click vào đối tượng cần nhân. Tiếp theo là đến cái phần button definition này, phần layout thì sẽ có hai dạng chính, đó chính là nhân theo đường thẳng hoặc là nhân theo hình tròn đấy. Với nhân theo đường thẳng ấy, thì chúng ta sẽ có hai cái lựa chọn, là nhân theo một chiều hoặc là chiều x hoặc là một chiều y hoặc là một chiều bất kỳ, và lựa chọn thứ hai là nhân theo hai chiều, nhân theo phương x y ấy. Với trường hợp nhân theo một chiều, chiều thứ nhất chúng ta sẽ chọn select linear object, tức là cái hướng nhân, tức là cái chiều nhân đấy. Ví dụ tôi trường hợp này tôi sẽ chọn theo chiều x chẳng hạn. Các bạn có thể click vào đường x này, hoặc là các bạn có thể click vào trục x, hoặc các bạn có thể click vào bất kỳ một đường thẳng hay một cái đường vector nào đó, nó sẽ định hướng cho chúng ta cái chiều nhân. Ví dụ tôi nhân trong trường hợp theo chiều x này, đó, một cái dấu mũi tên nó sẽ hiện ra theo chiều x, dấu hiệu để chúng ta biết được nó nhân theo chiều nào. Tiếp theo chúng ta có thể đổi đảo chiều bằng việc tích vào đảo. Đó, bạn nhìn thấy chiều của mũi tên sẽ đảo khi tôi click vào reverse direction. Phần spacing tức là sẽ có ba cái phương pháp nhân. Thứ nhất là nhân theo số lượng và khoảng cách các bước. Ví dụ tôi cần nhân 5 hình tròn này theo chiều x này, và mỗi đường tròn sẽ cách nhau một đoạn bằng 30 chẳng hạn, thì tôi sẽ nhập số lượng là 5.
mỗi chiều này cách nhau 500 chẳng hạn. Đó. Như các bạn nhìn thấy đây là kết quả này. Sẽ tạo ra 5 hình và mỗi hình cách nhau một đoạn 500. Hoặc tôi có thể nhân theo chiều không phải là chiều x hoặc một chiều bất kỳ theo một vector này chẳng hạn. Xin lưu ý với các bạn, khi các bạn muốn bỏ chọn một chi một đối tượng thì các bạn có thể giữ phím shift và click vào đối tượng đó, nó sẽ bỏ chọn cho chúng ta. Ví dụ trong trường hợp này tôi sẽ nhân theo chiều vector này. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Đó là với count and pit. Một phương pháp nhân thứ hai là nhân count and span. Count and span nghĩa gì? Nghĩa là chúng ta sẽ nhân với số lượng là count này cộng với nhân trong khoảng chiều dài là bao nhiêu. Lúc đó nó sẽ tự tính cho chúng ta số bước. Nó tương tự như là 1400 chia cho 5, tức là với span distance chia cho count, nó sẽ ra số bước. Đó, ví dụ tôi muốn nhân 6 hình trong cái độ cả một đoạn tổng chiều dài là 2000 chẳng hạn. Nhập 2000 vào, nó sẽ tự tính cho chúng ta các cái bước apply đó. Tôi nhân cho bạn xem. Đó, đúng 6 hình và trong khoảng cách là 2000 đúng không ạ? Và cái bước giữa hai cái đối tượng nó sẽ tự tính bằng cách chia 2000 chia cho số lượng sẽ ra. Và cuối cùng là một phương pháp nhân pit and span, tức là nó sẽ cung cấp cho chúng ta số lượng và nhân trong khoảng giới hạn nào đó và nó sẽ tự tính ra cái số lượng. Ví dụ tôi chọn các cái chọn đối tượng này là được nhân này, hướng này, và mỗi đối tượng tròn sẽ cách nhau một khoảng là 400 trên tổng cái chiều dài là 3000 chẳng hạn. Đó, nó sẽ tự tính cho chúng ta số lượng tổng là bao nhiêu cái đối tượng nhân. Tất nhiên là tùy thuộc vào yêu cầu của mỗi đề bài mà các bạn sử dụng phương pháp nhân cho nó hợp lý. Với linear sẽ có thêm một chiều, nó là chiều thứ hai, là chúng ta nhân theo chiều xy. Để làm theo chiều thứ hai, các bạn tích vào use direction 2 này. Đó, nó sẽ tương tự cho chúng ta chọn cái phương này. Đó, phương và phương pháp nhân này, số lượng vân vân, nó sẽ giống như linear 1. Đây là phương pháp nhân theo hai chiều này. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Sẽ nhân các chiều này. Tiếp theo, phương pháp nhân thứ hai là phương pháp nhân theo hình tròn này. Ví dụ tôi muốn nhân hình tròn nhỏ này đi quanh hình tròn lớn này theo một chiều này. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn đối tượng cần nhân này. Chúng ta sẽ chọn hình tròn này. Đó. Phương pháp này, phương pháp nhân theo đường tròn. Và thứ hai là chúng ta sẽ chọn cái tâm quay. Tâm quay tức là từ điểm đó đến cái điểm mà mình chọn để nhân này. Thì nó sẽ là tâm quay. Ví dụ tôi muốn chọn tâm quay là tâm của đường tròn này chẳng hạn này. Chúng ta sẽ pick point này. Click vào tâm đường tròn, nó sẽ tự bắt tâm này. Các bạn có thể rất nhiều các cái lựa chọn để các bạn bắt điểm tâm của cái tâm quay. Trong trường hợp này tôi chọn tâm quay là tâm của hình tròn này để nhằm mục đích là đưa những cái đường tròn này chạy xung quanh đường tròn to. Đó, sẽ chọn tâm. Tiếp theo lại phương pháp này, phương pháp nhân này. Đó, sẽ có tương tự count and speed, count and span và beat and span. Nó tương tự như trường hợp mình nhân với linear. Đó,
Ví dụ trong trường hợp này tôi muốn nhân 10 đường tròn này. Mỗi đường tròn cách nhau khoảng 20 độ chẳng hạn này. Chúng ta sẽ bấm apply, nó chạy vào đây. Hoặc là tôi sẽ chọn cao and span này. 10 đường tròn và nó giải đều hết 360 độ, tức là hết kín đường tròn và nó tự nhân cho chúng ta này. Chọn đường tròn này. Chọn tâm quay này. 360 này. Ok, đó, nó sẽ nhân cái đường tròn nhỏ này vào. Tiếp theo, một nhóm hiệu chỉnh nữa tôi muốn giới thiệu đến các bạn là các loại trim, extend và corner. Với lại trim, nó tương tự với trim trong AutoCAD. Nó có phím tắt là T. Đơn giản, các bạn chỉ cần click vào một phía mà các bạn muốn cắt, nó sẽ cắt tại điểm giao nhau. Đó, rất đơn giản. Extend tương tự, nó sẽ kéo dài đến cái điểm mà nó gặp một cái đối tượng tiếp theo. Corner, corner là nó sẽ xác định các cái góc để cắt hoặc để kéo dài cho đến cái thời điểm giao nhau, nó tạo thành một góc. Như các bạn nhìn thấy này. Đó, nó sẽ cắt để tạo thành một góc. Tương tự. Như vậy là với các cái lệnh cơ bản trong Sketch, chúng ta có thể vẽ được hầu hết các cái mô hình trong không gian, mô hình 2D trong không gian, các cái đường cong, các cái mặt, các cái đường thẳng, các cái vector, các điểm vân vân. Tuy nhiên một số bạn đang có thắc mắc là làm sao để vẽ được những cái hình nó nhanh hơn, vẽ được các cái hình theo profile, ví dụ như đường ellipse, đường conic hay là các cái polygon tam giác đều, tứ giác, lục giác, ngũ giác vân vân. Thì với các phương pháp vẽ bình thường chúng ta vẫn có thể vẽ được các cái góc cũng như các cái chia góc và các cái hàm mà nó đã có. Thì trong khuôn khổ chương trình thì mình không giới thiệu nhiều về trong cái phần expression để làm sao các bạn có thể tính ra được những cái hệ số K hay những cái phương trình Fx. Để nếu các bạn muốn tìm hiểu rõ hơn thì các bạn có thể vào các cái trang vào cái trang của kênh của bên công ty mình, sẽ có những cái video chuyên sâu như vậy, tránh rối trong việc các bạn theo dõi các cái video cơ bản này. Ví dụ như việc vẽ các cái polygon này thì ở trong này đã có cung cấp sẵn một vài cái expression đơn giản. Các bạn có thể vào menu này, vào insert này, vào curve này, các bạn tích vào polygon này. Trong này sẽ cho phép chúng ta vẽ polygon này, các spin line này, các cái ellipse này, các cái conic. Đây là những cái expression mà lập trình sẵn từ phần mềm Unix. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể customize những cái expression của riêng chúng ta để vẽ các cái đường riêng, hoặc là vẽ các cái công cụ, vẽ các cái profile mà đặc trưng riêng của công ty mà thường hay dùng. Tôi lấy ví dụ về vẽ polygon này. Đó, đầu tiên nó sẽ xác định mình tâm của nó là gì. Đó, sẽ xác định tâm này. Tiếp theo là số cạnh. Các bạn nhập số cạnh vào đây, có thể là lục giác, ngũ giác, tam giác, tứ giác vân vân. Đó. Tiếp theo đó là radius, tức là cái bán kính, thì sẽ có bán kính ngoại tiếp hoặc là nội tiếp vân vân, tùy các bạn chọn. Đó. Ngoại tiếp và nội tiếp này. Góc xoay bao nhiêu độ? Nếu các bạn để mặc định góc 0 thì nó sẽ đứng song song với cái trục X hoặc trục Y của mình. Tuy nhiên nếu các bạn nào muốn xoay cái polygon của mình theo một góc nhất định, các bạn có thể nhập góc xoay đó vào phần rotation. Đó. 180 chẳng hạn. Các bạn xác nhận là đã có một cái hình lục giác, ngũ giác như các bạn mong muốn này.